số bệnh nhân mà nhỏ tuổi á, chừng 4-5 tuổi tới 14-15-16 tuổi, giống như là không có co cái cổ chung được để đi đứng được đàng hoàng ha. Những cái đó là những cái thách thức đã mà bên Đức lại không gặp mà Việt Nam lại gặp. Cái mạch máu nó đi nó đúng, cái này liên quan tới cái mạch máu, hệ thống cung cấp máu bên trên nó yếu. Nó ở đâu nó có những cái tư mà nó mới làm, nếu mà nó không có làm nhé mà nó bị viêm tiếp nên nguy cơ mình phải làm chi. Đón xem Nhật ký Blue Trắng phát sóng vào thứ sáu hàng tuần lúc 17:40 trên HTV 9 và hệ thống các MCV Network.